Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm và vợ chồng anh Hải Sapa TV đã có mặt tại Long An, tại nhà của bạn Diễm nha các bạn. Và hiện tại đang là hơn 10 giờ tối các bạn ạ. Chiều ngày hôm nay thì anh em mình sắm sửa đồ đạc và mua vàng cưới. Và ngay lập tức là khoảng gần 8 giờ thì mình mới bắt đầu xuất phát từ Sài Gòn về đây các bạn. Và hiện tại khá là trễ rồi. Tuy nhiên phải nói là về đây thì mình rất là vui các bạn ơi, khi mà thấy cái không gian này trang trí đám hỏi cực kỳ lung linh như này và mọi thứ là vẫn chưa xong đúng không bạn Diễm? Đúng rồi, thật sự luôn là khi mà xe vừa dừng ở bên sông ở bên nhà bác hai mình thì mình nhìn qua trời mình bảo cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, tại vì Diễm cũng rất là hồi hộp, vì không biết là khi mà lên đèn này rồi lắp cái rạp vào thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà cơ bản bây giờ thì hoàn thiện đang rơi vào tầm khoảng cỡ 70% thôi, nhưng mà mình thấy là rất là ưng ý rồi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy chữ này chưa? Đấy. Lễ đính hôn. Mình và bạn Diễm là chờ cái chữ này là 10 năm rồi các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình còn những người bạn rất là đặc biệt nữa, đó là chị em Pơ và Ái Mí các bạn ạ. Thì đang bên kia sông thì mình ra mình đón hai chị em rồi mình tiếp tục vào khám phá không gian này một chút đi, trước khi ăn tối nha bạn. Ok. Pơ ơi. Đi gọi từ bên kia bên này nghe thấy không? Tới chưa? Tới chưa? Đây các bạn nhìn thấy là cái không gian khu vực sân khấu rồi cái này gọi là cái rạp đúng không bạn nhé? Còn cái kiểu mà trang trí thế này là mình chọn đó anh Dũng. Và đây cả mẫu ghế này nè, hay là mẫu thắt nơ á, là mình với anh Dũng cũng suy nghĩ đắn đo chọn, nhưng mà cơ bản thấy bây giờ nó rất là hợp luôn ấy. Thực sự là khi mà từ bên kia sông mà nhìn sang bên này rồi bước vào là tim mềm đập, gọi là thình thịch hồi hộp đúng không ạ? Tại vì nó rất là đẹp đúng và cũng là lần đầu tiên anh em mình trải nghiệm cái cảm giác như này, nên là mọi thứ rất là mới mẻ và hồi hộp. Hello. Chào chị em. Bạn sao chưa? Từ dưới sông nhìn lên đẹp không? Có đẹp không? Nhìn lung linh đẹp quá. Đây, anh hai của bạn Diễm đang đưa các chị em qua. Hiện tại thì cậu An đang đi chơi rồi, nên là đi chơi ở Đồng Nai rồi, nên là chưa về đây được. Ngày mai sẽ về. Đấy, các bạn thấy vali chưa? Thích không? Thích lắm chị ạ. Nãy về mấy lần không có trái nào chín bụi. Mà cái hàng mít này nó né mình rất hay. Mà nhiều trái lắm luôn ấy. Rất nhưng nhiều mà nó quả không nhưng mà cứ mỗi lần mình về mình cứ đi dò mít nhưng mà lại không quả chín. Phải 15 ngày nữa. 15 ngày nữa mới chín hả anh hai? Chưa. Kìa trên kia còn trái bự nữa kìa. Bơ với Ái Mí với Hải Yến là ngày mai nhiệm vụ là tìm thử coi có trái mít nào chín không nha. Dạ. Đây. Đây phụ hành lý lên. Hey, chào mừng Pơ, Ái Mí, Hải Yến đến với nhà của chị Diễm. Lần đầu tiên luôn đúng không? Dạ, em là chờ ngày này lâu lắm rồi. Ơi cẩn thận nha. Yến đã chưa đi xuồng kiểu này bao giờ đúng không? Dạ. Em cũng không biết. Lúc mọi người bảo là đi xuồng 3 tiếng đồng hồ cơ. Em cũng chưa. Đi xuồng 3 tiếng à? 3 phút. Hóa ra chỉ là 3 phút thôi. Trời. Đây. Hôm nay thì anh em mình đi về hai xe 7 chỗ nên là xe của mình tới trước, còn xe của Pơ và Ái Mí thì vừa tới các bạn ạ. Ai cũng toàn là vali to to. Đây là chuẩn bị lên đồ để ăn tiếp khách phụ chị nha. Dạ. Đấy các bạn thấy là lúc này nhớ phải nói là cảm ơn anh Hải, chị Thuyên và Pơ, Ái Mí rất là nhiều luôn. Tại vì xuất phát về khá là trễ, bây giờ 10 giờ tối rồi. Nhưng mà đã cập bến thành công. Nhưng mà anh chị em nhìn từ sang đây sang bên kia là thấy lung linh quá. Đẹp quá chị ạ. Mong chờ lắm rồi. Rồi bây giờ bước vào nha. Dạ. Đây đi vào thôi. Đây là cảm ơn anh hai đó. Đấy, thuyền chở bọn em nhá. Đây mọi người thấy cái khung cảnh như thế nào? Wow. Chưa xong nha, hiện tại là đang còn trang trí thôi. Khoảng 70% thôi. Wow. Nhà đặc biệt đây, nhà mới chị Diễm à. Đúng rồi. Đây là nhà của chị Diễm xây tặng ba mẹ đấy. Pơ và Ái Mí xem rồi cũng như là một cái nguồn cảm hứng tạo động lực cho hai chị em cố gắng nha. Cố gắng lên chuẩn bị xây tặng bố mẹ nhà đấy. Tấm gương cho bọn em cố gắng nói phát triển bản thân để nói theo chị Diễm. Có anh nào tán thì bảo là anh có đồng ý yêu em 10 năm không là em lo nhà em xong rồi mới đám cưới nha. Là phải như chị Diễm này xây nhà cho bố mẹ xong mới đi lấy chồng mà. Đúng rồi. Đây, mình vào nhà chơi.
Hiện tại là đây, mời chị em vào thăm nhà luôn. Thì các cái công đoạn trang trí cho khu vực mà hai bên gia đình ngồi thì cũng đang hoàn thiện thôi. Có một tấm vải đỏ phần đấy mà. Tấm vải đỏ là lụa giữa này. Hôm ngày mai người ta sẽ còn đơm hoa rồi thắp nơ ở sau ghế này, rồi trang trí cả bàn thờ gia tiên nữa anh Dũng ạ. Còn nhiều chi tiết lắm. Đó, rèm. Bên này là rèm này, hoa trang trí này. Đây. Cái bảng tròn tròn này là để ở giữa cổng đúng không? À không, sẽ để bên hông cửa này anh Dũng này. Hông cửa. Đây này, đây này. Ở đây sẽ có một cái bảng tròn người ta trang trí, xong rồi sẽ có một cái tấm bảng vuông ở ngoài thì sẽ để ngoài cổng, là bên chỗ cổng dừa thì người ta sẽ làm thêm cái bảng ở ngoài đầu nữa. Đấy. Anh Hải ngồi đây là đúng ghế của phụ huynh rồi đấy. Chân thành cảm ơn vì đã đến tham dự ngày vui cùng chúng con Diễm và Dũng. Dũng. Mặc dù mọi người rất là mệt rồi nhưng mà anh em mình tranh thủ đi thăm nhà một chút rồi ăn tối. Hôm nay là sẽ có món cháo gà nha các chị em. Nhưng mà bơ anh nghĩ là cái bộ bàn ghế này là so với thực tế với lúc mà xem video có thấy nhiều hơn. To em thấy to hơn đấy. Ngoài đời nó to. Ngoài đời to. Bơ ngồi thử xem. Bơ ngồi đi. Mỗi chị em một ghế. Em thấy là ba chị em mình ngồi. Đây này, ba chị em ngồi đây. Yến ra đây. Ba chị em ngồi chung một ghế luôn. Bây giờ là tối nay mấy chị em là sẽ ngủ một phòng, nhưng mà có một cái băng ghế dài này là ai có thể ngủ đây nè. Ai ngủ đây? Đây, có sẵn cái gối này anh Hải này. Tiết lộ với anh Hải là đêm đầu tiên là Phạm Dũng cũng ngủ cái ghế này đấy. Cái hôm mà xong nhà cửa rồi. À thế à? Không, một mình ở đây là em thấy là êm luôn á, ngủ á, nhưng mình có... Thế này sao là đau người lắm nhỉ? Ồ, anh mới tập thể dục nữa. Đây, bây giờ mình đi xuống bếp xem là mọi người dọn cháo gà luôn đi, chứ gần nửa đêm rồi các bạn ạ. Bây giờ là 10 giờ 15 phút rồi. Ngày mai ban ngày thì chị em Pơ và Ai Mỹ sẽ khám phá nhiều hơn trên kênh Bếp Trên Bản nha. Dạ. Ở đây là cũng có một cái chỗ để ngủ nữa này. Có quạt. Họ vali mình sẽ để, tại vì vali nhiều nên mình sẽ làm một băng dài vali đây. Dạ. Đây là có một cái tủ bếp nhỏ nhỏ cho kiểu mẹ gì mà chị ở nhà có cha mẹ không ấy thì sẽ sử dụng bếp này. Nhưng mà mai sẽ, như anh Dũng nói là mai sẽ để Bơ và Ai Mí cùng khám phá xung quanh vườn nhà Phan Diễm luôn. Ở đây bà nấu cái bánh này làm gì đấy? Ui, chè, ui, chè cho nước này. Chè cho nước, mỗi người làm một chén chè đi. Cái điều này là một cái điều rất là may mắn luôn. Hỏi bà xem có được ăn không? Chắc chắn là được ăn rồi. Chờ em thấy ngày mai là ngày rằm ấy, biết bà có thắp hương không? Lần đầu tiên khách quý tới nhà đó là Pơ và Ai Mí. Anh Hải và chị Tuyên thì đã tới rồi. Nhưng mà lại có một cái nồi chè ngọt như này để ăn khai vị đầu tiên là may mắn đấy. Đấy, còn đủ sắc màu nữa chứ. Đúng rồi, mỗi người một chén chè nha. Ok. Chè tại bếp luôn, là mẹ em nói là chè này là cúng rằm, rằm lớn vừa cúng xong ấy là mấy anh em mình ăn luôn đi. Đó. Bạn Diễm có biết không, lần đầu tiên mà vào ngôi nhà này thì mình và bạn Diễm ăn trái bắp tượng trưng cho sự chắc như bắp các bạn. Nhưng mà hôm nay là Pơ và Ai Mí được ăn chè là ngọt ngào luôn. Mẹ chị giơ nấu nha. Đây này cho giò. Em cũng xôi. Mỗi người một hai viên để ăn lấy mỗi may mắn. Chị, anh Hải ơi. Anh Hải là đói thuộc canxi luôn á. Đang gọi mà. Đây. Là em xin. Anh Hải ơi. To nhờ. Đây chị em. Từ khi mà tập gym cùng với anh Mách tới hôm nay là được 3 ngày rồi. Mà anh Hải nói mình là tưởng là 3 tháng các bạn, nên là lúc nào cũng đói. Ngon đấy nhỉ. Ăn cái này cho đỡ thuộc canxi em ạ. Đây, lấy tặng tỏi quá anh em ạ, quá hết mắt rồi. Này, đây, đây, ăn là em cho thêm 3 cái viên bi nhỏ nhỏ nữa này. Em ơi, cái này là em cho lệch qua cho 4 viên đi. Nó phải cân đối, em làm 3 viên đấy. Đây, 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 đây. Thêm chút nước mà. Nước là bổ sung đường. Trong này là có cả gừng nữa nha, đây này. Gừng cho nó thơm ấy. Đấy. Cảm ơn anh, cho mình chút nước nữa. Đây là bác của em đâu? Không, cái này là của chị Tuyên này. Anh Hải với chị Tuyên này, anh Dũng là sẽ cái này nha. Cho anh Dũng một viên màu cam này. Màu cam là tượng trưng cho sự may mắn đấy. Anh nghĩ chắc bác là đặc biệt làm cho anh Dũng thêm nước ha. Thêm nước. Ờ, anh em mình vô cái nào. May mắn đấy. Vừa mới vào bếp là đã thấy. Mà không ai nhìn thấy mình thì soi thấy hay. Ê vô. 1 2 3 vô.
Đấy, anh Hải là nhanh nhất. Giỏi quá. Em mời anh chị ạ. Em mời anh chị ạ. Cái trong này hơi đậm đậm à? Đúng. Dạ đúng rồi, trong em là sẽ nấu ngọt. Vừa ngọt vừa đậm. Ở trong này sẽ là ăn cái chè này xong rồi cướp bò em nấu sôi ấy. Cái sôi này là nhìn nó tơi tơi vậy thôi nhưng mà nó sẽ giò lại. Nhưng mà chờ em tí. Ờ vừa mới tắp hương mà. Không, mẹ em cúng lúc sáng. Ừ. Nó ngon lắm. Anh Diễm là sợ là nó chua rồi đúng không? Đúng rồi, sợ nó chua. Trong ngày mà làm sao hư được. Ừ, ngon. Đây này, viên chè này. Đúng. Chè nhà nấu có chất lượng. Mẹ ơi, em ơi, anh biết là đói thì đói rồi nhưng mà cẩn thận em ngẹn. Cẩn thận nuốt mất cái lưỡi. Câu này là của anh Nguyễn Tất Thắng các bạn ạ. Thông báo với các bạn là anh Thắng là ngày mai vào nha các bạn. Đây, mình cũng phải thử miếng đây. Đậu xanh nè. Ngọt ngào, thơm. Mà sao ở phía ngoài vỏ nó dẻo lắm nhá. Ăn nó rất là lạ. Hai, ba chị em là có bao giờ ăn cái chè nó giống như này chưa? Em lần đầu tiên ạ. Tại vì nó vừa có một chút mặn, một chút ngọt đấy. Nó đậm đà. Thường là nó sẽ ngọt không thôi đúng không? Nhưng mà ở đây là mọi người còn cảm giác có một chút thì nó mặn. Mặn ở trong cái nhân đấy. Ngọt thì là ngọt mà mặn thì là mặn. Đây là cái thòn. Bảy nổi ba chìm. Ba chìm bảy nổi chín linh đinh. À. Ngon quá. Úi dồi. Đấy, đi đường xa quãng đường anh em mình đi là 100 km nha. Thôi, báo cáo với các em là bây giờ là anh tỉnh táo rồi, giờ anh lại quay về thành phố Hồ Chí Minh đi. Đây, mình đi lên nhà. Đi lên. Đấy, hai chị em cứ ăn đi. Anh em mình lên để chuẩn bị cháo gà. Thực sự các bạn là lẽ ra là giờ này anh em mình về là nghỉ ngơi. Tuy nhiên là khán giả luôn trông chờ những cái thông tin mới nhất của anh em mình. Nên đó là lý do mà anh em mình quyết định là mặc dù là lẽ ra là ăn một cái nồi cháo gà bình thường thôi thì thay vì đó mình chia sẻ cái niềm vui cũng như là cái thông tin cập nhật mới nhất tới những khán giả mà quan tâm tới anh em mình. Đây, bây giờ để em đi chuẩn bị cháo gà cho mọi người thưởng thức nha. Và hôm nay thì có một cái thông tin mà bữa giờ mọi người chờ và cũng nhắc anh em mình rất là nhiều, đó là bia Camel và pháo Camel. Thì pháo đã về rồi và bia đây các bạn ạ. Đây, đây các bạn thấy này, ở đây là bao nhiêu thùng Camel đây, rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt nha. Nhưng mà anh Camel này là lon khổng lồ của anh nghĩ từ này chắc không đủ đâu á. Không, nhưng mà lon 500ml mà anh 80 thùng. À 8 năm. Mỗi một thùng là thành bao nhiêu lít? 500 nhân 2 lít. 500. Lon khổng lồ giá tí hơn. Và đây là cái món quà của công ty bia Camel dành tặng cho đám hỏi của anh em mình nha các bạn. Còn 10 dàn pháo nữa, nhưng mà các bạn biết pháo là cha mình cất rất là kỹ, không có để bia để đây thôi, nhưng mà pháo sao là cất đi đâu rồi. Trẻ con nó đốt luôn. Dạ. Mọi người cứ nhắc anh em mình là pháo chắc là phải lên ủy ban xã để xin phép. Nhưng mà mình nghĩ là cái pháo này thì được cấp phép bởi Bộ Quốc phòng phổ biến trong cả nước mà. Thì chắc là ai muốn dùng thì dùng thôi ha. Thôi được rồi, để cẩn thận thì mình cứ lên đấy kiểm tra chắc. Chắc là sáng mai đi trình bày một tí hơn nữa. Nhưng mà phải nói là khi mà có món quà này là Diễm cũng rất là cảm ơn công ty bia Camel. Mà cụ thể là anh Trung và anh Hải. Tại vì các anh là đã cho điều cái bia này về và cả thêm 10 thùng dưa lưới nước ngọt là đã về cách đây là 4 năm hôm rồi. Đó, thì bia là đã sẵn sàng, anh em mình chỉ cần chờ là đông vui, đông hội tụ là khui bia thôi. Nhưng mà theo chị Tuyên là có đủ không? Em thấy chị ngắm rất là kỹ. À, 20 mấy mâm mà thế này thoải mái rồi. Bởi vì lon này lon to 500ml đấy. Mà cũng người mà uống tốt thì cũng chỉ tầm khoảng 6 lon. Đây, lon Camel là có cả nước ngọt, rồi nước giải khát, rồi bia. Thì cái này không là... à, uống cái này không có khác được nha, pháo. Cái này là pháo, pháo à? Ấy. Uống thì mở xem đi. Nhưng mà sao em bảo là sao 10 dàn pháo mà nhìn nó hơi lạ lạ hơn. Đây chắc là... Đây đúng là sai sai. 10 dàn đây ạ. À, đây là một pháo này em lần đầu tiên thấy trong đời luôn á. À, à đây, pháo này là một dàn này. Rồi. Đây là một dàn, đúng rồi đấy. Thật thấy cái này thì chắc không phải xin phép chứ thấy nó bé. Cái này là pháo được cấp phép nha. Đây này, các bạn thấy này, có thông tin này kia cụ thể rõ ràng hết này. Đó. À, của Bộ Quốc phòng mà, các bạn yên tâm các bạn ạ. Nói tóm lại là mình... về cơ bản thì khi mà lưu hành thị trường là ok rồi, nhưng mà mình cứ xin phép một hai câu cho. Hay là tối nay anh em mình đốt thử một vài hộp đây. Phụ thử luôn à? Phụ thử. Thôi để vào ngày mai đi. Thôi ngày anh Trung với anh Hải ấy, là ngày mai là anh Hải bay vào nên là có anh Hải là mình nổ pháo cho yên tâm.
Nếu mà còn đâu thì anh Hải với là cái anh Hải chịu trách nhiệm. Ôi hoa cưới rồi, cái còn nhiều thế này. Đang trang cái này là dùng để trang trí cho cái sân khấu anh Dũng. Là cái họa tiết cái màu nó sẽ là màu đỏ với lại màu hơi trắng ngà ngà một tí. Ngày hôm nay là có nhiều anh em là đã chuẩn bị sáng mai để về. Có những người là muốn về tối nay, tuy nhiên là thời gian cũng hơi gấp gáp nên là mình hẹn mọi người sáng mai cho thuận tiện. Sáng nay thì mặc dù tối rồi, ngày mai thì mới quay chi tiết được. Nhưng mà Diễm cũng rất là cảm ơn anh Dũng là như đã hứa là anh Dũng đã mang 23 cây mai, cây vàng đấy, mà mai vàng nha các bạn, về nhà Phan Diễm. Rồi trong ngày hôm nay nữa thì cũng phải cảm ơn anh Cò Sầu Riêng ở Tiền Giang là anh đã cho chuyển 4 cây tùng về tặng nhà Phan Diễm nhân dịp nhà mới rồi. Đây. Này, tùng này các bạn này. Cái tùng của anh Cò vựa sầu riêng từ Cái Bè Tiền Giang. 4 cây nhá các bạn. Đây một cây, còn rồi, 3 cây còn lại. Bên này là 23 cây mai vàng thì để ban ngày mình quay rõ hơn. Nhưng mà nhân đây thì mình cũng chia sẻ luôn là 23 cây mình mua từ Sài Gòn và vận chuyển xuống đây và trồng luôn ngay trong ngày hôm qua các bạn. Nhìn nó cũng đẹp đúng không? Đây. Mình nghĩ là năm nay ấy, Tết năm nay thì nhà bạn Diễm sẽ có rất là nhiều mai vàng nó nở. Mặc dù là mới trồng thôi nhưng mà mình nghĩ là cái cây mai nó to khỏe như này thì nó sẽ nở hoa được dịp Tết này. Đây, Diễm xuống Diễm coi thử coi. Mà cái này người ta đã uống dáng nó kiểu là cũng kỹ rồi. Cho nên là cái này Tết á, Diễm nghĩ là Tết năm nay là mình chỉ cần nhặt lá thôi thì nó sẽ trổ bông luôn. Đấy. Có phơm đây này. 23 cây cơ mà. Bạn Diễm đứng vào để các bạn thấy được là cây cũng khá là to đấy chứ không phải là nhỏ đâu. Mà chia sẻ với anh Dũng là hôm nay về á, mình ngoài cái hoa này này thì mình rất là vui vì mình thấy nãy vậy Diễm vừa quan sát là mấy cái chậu hồng hồi bữa mình với anh Dũng mua về á, bây giờ nó ra nụ con quá trời luôn. Và khi mà trồng 23 cây này thì mình cũng đầu tư luôn một cái hệ thống tưới nước tự động các bạn. Đây. Chị Tuyên thấy Phạm Dũng đầu tư chưa? Đâu nhưng mà bạn bây giờ thử là có không? Ôi, cái này vừa mới lắp ngày hôm nay nên là thôi để sáng mai thử đi nha. Và Diễm cẩn thận nha. Đâu? Phải bật bơm, phải bật bơm. Chưa nước chưa lên được. Đây kìa, anh Hai Diễm làm rất là nhanh là trong ngày hôm nay thôi là xử lý. Tại vì cái này là điện với nước là anh trai Diễm là người rất là rành chuyên môn luôn. Chỉ mua cái nguyên liệu ống này kia thôi là về là lắp đặt thôi. Nghĩa ra là phải đợi qua ngày này hãng lắp cái ống này là hợp lý hơn. Sợ mọi không người đạp sợ mọi đó. Người đạp đi vào nó say rượu say bia nó lát ấy. Chị Tuyên rất là chu đáo đấy. Mình làm cái này là hết mấy chục củ còn nữa giờ mà ra mà phát là phải là đền 100 củ ngay. Đấy, tất cả anh em mình lên như này chụp một tấm hình nào. Nào. Ngày mai thì mới hoàn chỉnh nhưng mà thôi thì ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh em mình được trải nghiệm cái không gian này. Thì bây giờ anh em mình chụp tấm hình này xong thì mình sẽ bắt đầu ăn cháo gà nhé các bạn. Cháo gà nha các bạn. Tức là mình phải nhờ bạn Diễm giới thiệu nhân vật đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay nữa. Đây, xin giới thiệu với các bạn Thánh Chốt Đơn đó. Chị Hai. Nói vui thôi nhưng mà đây là chị Hai của Phan Diễm, là chị dâu đó các bạn. Và là người hiện tại là trực hotline này, tư vấn cho các bạn trên tất cả các nền tảng từ Facebook cho tới Zalo. Thì mấy hôm nay là Diễm nghe rất là nhiều người khen chị Hai á, là trời ơi em chị dâu nói chuyện nhẹ nhàng quá. Đó, thì tí nữa mình sẽ mời chị dâu mình lên ngồi ăn rồi chia sẻ với các bạn luôn. Đây múc cho một tô đi chị Hai. Đưa cái tô này cho Pơ Ái Mỹ cầm cũng được bạn Diễm ơi. Đây là đi về nhà chị Diễm là được mẹ này, chị Hai này toàn món ngon cho mình ăn luôn. Hôm nay là mình chính thức ra mắt chị Hai trong cái hoàn cảnh hơi đặc biệt một tí các bạn ạ. Chị Hai bữa giờ là nghe có áp lực lắm không chị? Tại vì em nghe nói là gọi cháy máy luôn. Nhiều khi nghe cũng mệt lắm luôn. Mệt là do gọi nhiều quá hay là khách nghe nhiều quá, nhiều nghe khi nhiều. Hai phải bỏ cử luôn á. Bỏ không ăn cơm luôn, như sáng nay là vậy. Từ hồi tối ngày hôm qua là chị Hai gửi tin nhắn lên đơn mua điện là tới gần 1 giờ đêm. Có nghĩa là nghe điện thoại từ 6 giờ sáng là đã dậy để lên đơn ha. Xong rồi do là các bạn ủng hộ nhiều á thì chị Hai cũng cố gắng á. Mình thấy 12 giờ mấy 1 giờ thì mình cũng động viên bảo là thôi cố lên. Nhưng mà cũng kiểu là kẹt điện thoại đâu đúng không? Kiểu nhiều người gọi ấy.
mà con lại đang ốm nữa. Gấu. Gấu, gấu là lên bàn đi. Đây, để mình coi lấy cái lá nha ha. À, bơ với ai biết cầm giùm chị ơi hai cái dĩa này nha. Em cầm. Đây mình lên ăn tối nè. Thực ra những bữa ăn như thế này nó lại rất là đặc biệt đúng không bạn em? À, những bữa ăn khuya muộn nhưng mà lại trong những cái ngày mà chuẩn bị hối hả cho đám cưới đám hỏi các bạn. Thì mình cũng đã từng trải nghiệm một số cái bữa ăn như thế này ở quê rồi. Vào cái thời mà mình còn nhỏ các bạn nhé. Ở trong anh em họ hàng thì có những đám cưới thì mình cũng tới phụ giúp. Thì có những bữa ăn khuya như này thân mật cùng với gia đình. Nói chung là sẽ không phải là mâm cao cổ đầy nhưng mà đó là những cái giây phút mà gắn kết lại nha các bạn. Wow. Đây. Cái món này là món huyền thoại nha chị Tuyên. Tại vì ngoài những món khác thì lần nào em về nhà bạn Diễm cũng được ăn cái món này. Thế á? Nhưng mà bình thường còn có thêm chắc chắn là nước chấm của em không thể lấy nước cháo mà pha chấm cháo. Đúng rồi. Chị pha bằng bình thường là sẽ có thêm gỏi chuối nữa. Thế rồi đây. Chấm với cái này này. Muối ớt hột. Nhưng mà từ khi gặp anh Hải và chị Tuyên thì đây là nước chấm thần thánh. Chấm chéo. Thế lại không phải để em bỏ cái gang vào cái đó chị ạ. Thôi không cần đâu em ạ, đây này dằm thêm cháo một cái nó quẹn rồi. Đấy. Cho nó béo. Thôi cái còn bộ này, ngoài đấy mình để này. Ngoài đấy phần chị bộ đấy nhá. Dạ rồi. Đây mọi người chờ tí ha. Hai con gà vàng ươm để em ra tay nha. Đấy. Ngày xưa khi mà anh Hải lấy vợ thì có cái bữa ăn khuya như thế này cùng với gia đình đúng không Hải? Khi mà chuẩn bị phong dạp ấy. Lấy đâu ra? Đâu ra? Em phong dạp của anh là tổ chức ở nhà hàng mà. Nhà hàng nơi anh làm việc. Nó là gà hôm nay luộc thơm lắm. Con gà này là bỏ vào nồi cháo hầm luôn nha chị Tiên. Xong mình lấy cái nước đấy. Rồi, đây là thấy những hạt gạo này. Nhà bát cháo ngọt lắm ấy nhỉ. Nhà em á là hay rang lên. Nhưng mà tại vì em biết là các anh chị là thích ăn theo kiểu ngoài Bắc là nấu tươi ra ấy. Nên là nhà em là thay đổi phong cách ấy. Cảm ơn em. Ôi, miếng này họ để riêng cho anh Dũng nha. Thơm lắm. Chị Hai là chắc hôm nay là bắt gà nấu cháo đúng không? Dạ. Chị Hai hiền lắm. Chốt đơn này đúng không? Thế chị Diễn nhắc nhiều hôm nay mới gặp chị. Nhưng mà mọi người thấy là giọng chị Hai em đặc biệt không? Chị Hai thử nói lớn nhất có thể xem được. Quát anh Hải xem. Em thử qua đây hả? Chắc là chưa dám quát chồng ơi. Mình nói đùa thôi chứ thực ra là chị Hai chưa bao giờ to tiếng cả. Không biết là với anh Hai như thế nào nhưng mà trong nhà chưa thấy to tiếng bao giờ. Mình phải học hỏi chị ấy. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Chị Giao Diễm là trước đây là làm chuyên ngành là về kế toán, sau đó thì đi làm ở ngân hàng. Rồi khi mà Diễm thấy công việc của mình nhiều quá mà Diễm thì Diễm muốn là có một người nhà phụ mình ấy. Thì chị Hai cũng đã suy nghĩ rất là lâu, sau đó thì quyết định là về là phụ Diễm. Mà kể từ khi mà chị Hai phụ thì thật sự là đơn số lượng lên rất là nhiều. Bởi vì là nghe được điện thoại anh em mình đi quay là toàn là máy bận đấy, mình không có nghe hết được. Ngày hôm nay là Sapa TV cũng bị quá tải hotline. Thực sự là gần Tết đấy, các bác nhu cầu mua sắm nó tăng cao. Đây, nhìn hấp dẫn chưa cái má đùi này, để xé ra. Thơm lắm. Tay em mà rửa sạch rồi nha. Lần nào mọi người xé là cũng nói tay rửa nhưng mà Phạm Dũng chưa thấy bao giờ các bạn. Đây, nói chung là mọi người đường sát xa xôi thì riêng cái này là đặc biệt là hôm nay là Pơ với Ái Mỹ là lần đầu tiên tới đây, Hải Yến nữa. Kính lão Đắc Thọ. Anh có 4 cái mà. Lão ăn nhiều rồi. Ưu tiên phụ nữ, chị em. Đây chị Tuyên, em mời chị Tuyên. Lady all the way first, đây, ok? Đây, đi. Tính ra lại 5. Đây, chị ăn cái này. Đấy, cho chị Hai đi. Cho chị Hai cái đùi đi. Chị tí chị ăn cánh. Hôm nay là thích ăn cánh. Này, em cảm ơn chị Diễm này, cảm ơn chị Hai, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh chị là đã chuẩn bị một con gà ngon để tiết đãi hai, hai con gà ngon cho chị Hai đi nào, du cái nào, một đây chị Tuyên đấy nào. Đâu em ơi, cầm đi sơn món thịt em đây, chị Hai em đây, một hai ba du. Em ơi thôi bọn anh không ăn được nữa. Ai ăn thế này không, em phải làm cái ngon chứ em phải làm cái miếng to chứ. Đây, đấy mà đây yeah, mà anh em mình béo chung các bạn ạ. Đây cái da này ngon lắm. Định để mặc váy gì? Hả? Mời cả nhà nha. Em mời chị ạ. Mời cả nhà nha. Mời chị. Ồ, mời cả nhà. Thịt gà mà chấm với chấm chéo thì. Bà hôm nay luộc gà lên tay rồi đấy. Em dặn đấy. Đây. Miếng này là ngon. Miếng da gà này nha. Mình ăn cháo luôn được chưa?
được ăn cháo đây nhỉ, vừa ăn vừa hút cháo cho đỡ đói. Hoàn mặt. Đây để mình thử cái miếng da gà bạn Diễm vừa mới gắp cho mình này. Đấy, chấm chấm chéo. Nhưng mà chấm nhẹ thôi cho nó khỏi cay. Mời các bạn nha. Nhưng mà mình về đêm đêm thế này này, mình ăn cháo là hợp lý luôn á. Đã nha. Ngon không? Ăn cháo nha hai. Nhà em ấy, nếu như trước đây mà chưa có chấm chéo á thì nhà em sẽ ăn theo một cái dạng là đâm cái muối ớt cái này xong cho một tí nước giấm vô. À. À cái này là nước giấm mà bạn Diễm. Nước giấm á. Đó. Rồi bên này miếng. Ngon. Xong rồi chấm gà. Đây là cách ăn ở miền Tây à chị? Cách ăn ở nhà chị là gì? Miền Tây sẽ ăn đúng rồi, muối ớt. Chị thử xem là so với chấm chéo thì như thế nào. Không thể nào mà vượt qua được. À, người ta gọi là nói mà dễ hiểu nhất là quen mồm quen miệng các bạn. Ăn mà quen cái gì rồi thì mình sẽ cảm thấy là thích cái đấy. Thì, bà con lâu nay là vẫn cứ quen là bỏ muối rồi giá ớt vào, cho một chút chanh hoặc là giấm vào là chấm là ngon rồi. Nhưng mà phải nói là húp một chén cháo là tỉnh người luôn đấy anh Dũng ạ. Đây. Ôi. Chén này của anh Dũng nha. Lâu lắm rồi mà em có cảm giác gọi là ếch à, hưng lòng gió nổi. Ăn không kiểu không là nghe ếch kêu ồ một ồ vui. Ai Mỹ Pơ là thấy cái đùi gà này có bằng đùi gà trên bản không? Đây là bằng anh ạ. Gà nhà chị Diễm là cũng vườn rộng lắm ấy. Gà nhà chị Diễm tập bơi ấy chị Pơ. Ờ, gà nhà chị Diễm là có một đặc điểm là ngủ trên cây nha Pơ và Ai Mỹ. À, ở trên này, ở đợi dưới miền Tây này là nhiều cây ấy. Vừa nãy em nhìn thấy rất nhiều mít luôn. À, vừa thấy cây mít ở nhà chị nhà Diễm à. Nhưng mà chưa chín em ơi, chưa chín. Em biết trồng cây không? Lúc mai đi vụ mít nha. Mai anh giao cho em mặc mặc trồng cây vụ mít. Ngon quá. Ui anh Hải. Đói ngon. Lắm rồi đấy. Đói hoa mai. Sao mai hôm nay trùng đói bánh rồi à? Dỡ à? Chị, cháo em ơi. Chị. Bạn thấy này. Cái thịt gà. Cái cháo này mình cho ít chấm cháo vào ăn được không chị? Được em. Em đừng cho vậy nó bị nghiện ấy. À. Em cho một ít miếng thịt nạc nha. Chán đi. Cũng ăn được ăn. À, chị hai ăn nhiều rồi nhá. Không phải quay đi quay lại phát là hết luôn đấy. Dạ được đem nhé. Chị hai là bây giờ là chăm bé gấu là 3 tuổi ấy chị hai nhỉ? 3 tuổi. 3 tuổi mà giai đoạn này là hình như là mọc răng. Mẹ gấu 3 tuổi mọc răng á? Mọc đang lâu rồi. Mọc hết rồi. Tại mẹ đang kiểu sốt viêm họng. Tại vì mình cứ nghe bạn Diễm nói là bé đang hay bị sốt giai đoạn này ấy. Thì mình cứ nghe nói là mọc răng là hay bị sốt. Em bé 2 tuổi rồi xuống là bé mọc răng như là đầy đủ hết rồi. Dạ. Chị thông cảm thì chưa có. Không biết được. Cháu nhà mình thì bé gấu là thật sự chia sẻ với các bạn là rất đẹp trai. Nhưng mà hơi nhát, lúc nãy là hỏi là cô ba về là có mua bánh về không. Nhưng mà khi hỏi xong mà thấy anh em bên kia đông quá là cô chú đông quá sợ. Vô đâu? Phòng rồi. Chạy vô ngủ rồi. Công nhận bạn này bắt tay nha. Không để nhìn thấy rồi. Nha. Đây cái này cho anh Dũng. Nhưng mà mưa này. Rồi đấy, mưa là có lộc đấy. Cảm ơn bạn Diễm nha. Có lộc không? Mưa chưa? Mưa rồi, mưa rồi. Wow. Bên ngoài đang mưa đấy. Ngày hôm qua khi mà mình vừa mới đi vào hầm rượu vang thì cũng mưa. Ngày hôm nay khi mà mỗi người đều có một chén cháo trong bụng rồi thì trời đổ mưa. Mời các bạn nha. Mấy em ăn tự nhiên nha. Dạ. Mấy như em ngại lắm, không ăn đâu. Không ăn thì em biết là anh hay ngại đúng không? Sáng mai sẽ để Bơ, Ái Mí với Hải Yến là khám phá xung quanh nhà chị nha. Dạ. Rất là nhiều rau củ quả luôn. Làm cân này này. Không ăn thịt đen đâu mà ăn thịt trắng này nha anh nha. Đây anh ăn thịt đùi nữa có phải thịt đen không? Thịt chắc là chắc nha. Gà ngon hơn. Mấy cho. Mưa lớn rồi. Mưa. Ôi lọc lá rồi anh à. Qua có mưa không hả? Em rất thích nghe tiếng mưa. Như là mưa đá không? Chị nói mưa đá hay là kim cương ấy. Không mưa thường nghe. Nhưng mà thường mưa này mưa lâu không? Mưa này chắc nhanh không chị? Ăn mà lúc nửa đêm thế này mà có mưa nữa thì mà tí nó mát lắm. Ôi, đặc biệt là ở quê nữa. Cây mấy ngày toàn mưa này là nó dễ không?
sáng sớm ngày mai là bên bên cổng dừa anh Dũng là họ sẽ tới để bắt đầu là lắp cổng ấy. Ngày mai là mình sẽ được chiêm ngưỡng quá trình làm cổng dừa, cổng dừa tiệc cưới miền Tây nha, rất là đẹp luôn. Đấy, anh Hải là làm thêm bát cháo rồi. Bát cháo mình à? Là ao ước quay cổng dừa làm cưới miền Tây lâu lắm rồi đấy. Em biết vậy nên là em mới đặt lên. Cháo nóng đúng không? Đang đói mà nóng này không ăn nhanh được. Vừa nóng vừa ngon. Đây mình kết hợp với ăn chị với lại gà sẽ bơ với ai mấy với Hải Yến là lần đầu tiên về nhà chị cảm nhận đầu tiên thấy sao? Em thấy đẹp, nhà chị rất là đẹp, nhìn từ xa thấy ánh đèn lung linh rồi cảm thấy sáng ngợt. Ngày mai chắc chắn là phải quay chia sẻ đến khán giả của Bếp Trên Bản, tại vì lần trước là chị Diễm có mời là mình về ăn tân gia, nhưng mà anh Mỹ lúc đấy đang bị ốm với chị Pơ ở tận trên Mường Tè không kịp, nên là mình đã nhắn chị Diễm là để ngày đặc biệt nhất của anh chị là mình sẽ ra là mai nhất định phải quay chia sẻ đến khán giả Bếp Trên Bản mà luyện hát nhạc, tại vì sân khấu rồi xong là ngày mai là hát chàng trai xinh đẹp nha. Chưa, mai là dàn trống này kia là sẽ trống này rồi ban nhạc họ tới ấy. Man. Bên nhạc ấy. Dạ. Thì cũng bị bài chàng trai xinh đẹp nha. Ui, cái da này. Cái này thì Diễm thử chấm mấy một miếng chấm chéo đi. Ở cái ban nhạc mà quên không bảo ông anh ngầu ngầu lên nhỉ. Quên mất đấy. Tại vì sân khấu nhỏ. Hơi nhỏ hơn ạ. Đây, mời cả nhà nha. Ờ, cần đây. Mai, Mách đi. Hát thử thì hay đấy. À, anh Mách á. Ừ. Da gà thả vườn á. Ăn cực kỳ ngon luôn. Hôm nay là bạn Diễm về quê là tới hết 28 thì xong việc thì mới tiếp tục quay trở lại Sài Gòn đúng không? À, cũng chưa biết, tại vì 28 nhậu xong sợ phải 29 mới về được chứ mới về Sài Gòn được. Nhưng mà xin thông báo với các bạn là Diễm là rất là ít khi đóng cửa hàng, nhưng mà riêng ngày 28 là cửa hàng là xin phép được đóng cửa. Các bạn trong ngày 28 gọi điện thoại hay là nhắn tin đặt hàng thì thông cảm là cho 29 là chị dâu Diễm sẽ trả lời. Hả? 28 mà cho phép chị dâu say một buổi. Bữa giờ có vị khách nào mua hàng mà làm cho chị Hai ấn tượng đặc biệt không chị Hai? Khách thì mua nhiều nhưng mà cũng có nhiều khách lớn tuổi á. Có mấy cô nói là khen Diễm dễ thương. Mến Diễm. Có ai nhầm chị Hai với Phan Diễm không? Tại vì cái giọng giọng người ta thảo mai nè, giọng của Diễm giọng nhẹ nhàng. Còn thật ra là chị dâu là Diễm là về làm dâu ở đây là hình như là 4 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ Diễm nghe chị dâu mình lớn tiếng bao giờ luôn á, thật sự luôn. Mà có bao giờ chị Hai gọi là bực mình tức điên lên khi mà nghe điện thoại không? Có không? Có nhiều khi mà nghe nhiều quá mình cảm thấy mình mệt, mình bị stress. Chỉ là mệt thôi. Áp lực. Tại vì các bạn nghe, biết không? Nhiều khi nghe không kịp. Mình đi bên cạnh bạn Diễm là mình nghe có những cuộc điện thoại là bạn Diễm bị oan ức là mình cảm thấy là rất là khó chịu luôn. Nhưng mà bạn Diễm vẫn chịu đựng được, thì không biết là mình nghĩ là chị Hai sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Có đôi khi là bị trách oan ấy. Nhiều khi cũng phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh, tại vì nhiều khi là em cứ phải nhớ cái câu châm ngôn này: bình tĩnh, tự tin, không gay cú. Tại vì khách hàng thì nói chung mình giống như anh em mình vậy, mỗi người một tính. Có những người thì người ta sẽ suy nghĩ hơi gắt một tí, thì cũng có gì thì thông cảm. Yeah. Giờ này là chấm với giấm nè. Bạn Diễm là no rồi à? Phải ăn nhiều để ngày mai còn phụ giúp làm phông bạt nữa, phông dạt. Ngày mai là nhiều việc đấy. Cánh này. Đây, cái này nó còn đây. Ui, mưa lớn luôn này Hải á. Dọc lá, hôm qua có mưa to thôi. Nhưng mà mưa bình thường như này hôm nay là chuẩn bị thì là nó sẽ có lọc. Em tự chỉ nói ngày hôm nay nhưng mà hôm qua vẫn mưa. Mình hay là bị cuốn theo cái là mình cảm thấy là mình không muốn ăn, nhưng mà phải ăn thì mình có sức để mai nhậu được. Cũng may mắn là tới khoảng hơn 7 giờ tối nay là mình và bạn Diễm là hoàn tất các cái công việc sắm sửa cho đám hỏi các bạn. Đó là lý do mà mình về trễ như vậy. Mình phải nói là chưa bao giờ mà mình cảm thấy là nhiều các cái việc lặt vặt nó phải rắc rối như vậy các bạn. Nhưng mà anh Diễm thấy là mình sắp xếp ok không? Bạn Diễm là cực kỳ giỏi trong khoản là sắp xếp các cái việc nhỏ, giáp nối lại và hoàn thành nó.
Phan Dũng thì chỉ lo được một vài việc mà nó việc lớn thôi. Song Hỷ cũng tới rồi đó bạn Diễm. Nhắc tới phao câu là nhớ tới Song Hỷ các bạn ạ. Tháng 2 là Song Hỷ tới nha các bạn. Đang trên đường qua rồi. Mình xin phép thay mặt Song Hỷ làm miếng phao câu này nha. Mưa nó mát hẳn luôn. Đây, hay là bây giờ ăn xong rồi ra tắm mưa đi. Nhưng mà cơn mưa ở quê ấy, cảm giác nó thoải mái bạn Diễm à. Mát mà có một cái làn gió lạnh nhé. Cái quan trọng là đợt này mình trồng khá là nhiều cây, với lại là đất mình vừa mới đổ anh Dũng, thì có mưa nó sẽ làm dẻ đất này mà lại tốt cho cây nữa. À, chắc là cái clip này mình cũng kết thúc ở đây các bạn, tại vì là mưa ồn cũng như là anh em mình cũng đã ăn xong rồi, nhưng mà Phạm Dũng là chưa ăn các bạn ơi. Mình cũng phải tranh thủ ăn một chút và đăng clip này lên để các bạn xem và theo dõi cái tình hình của anh em mình hiện tại. Trước khi mình kết thúc clip thì chắc là bạn Diễm cũng có điều gì muốn chia sẻ tới khán giả đúng không? À, đến giây phút này thì Diễm cũng cảm thấy rất là vui. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị là luôn theo dõi cái ngày vui của mình và anh Dũng. Thật ra thì mình chia sẻ lên đây để thứ nhất là kỷ niệm đối với gia đình này, với mình và anh Dũng. Và cái thứ hai nữa là chia sẻ với là những người mà yêu thương mình và anh Dũng. Nên là nếu mà có bạn nào mà bình thường là hay theo dõi về ẩm thực thôi mà không quan tâm tới mình và anh Dũng lắm, thì những ngày này là có gì thì các bạn thông cảm. Còn ai yêu thương mình thì hy vọng là các bạn sẽ cùng theo dõi ngày đặc biệt, đó là ngày 28 tháng 11 là ngày đám hỏi của mình và anh Dũng. Thôi anh em mình chào tạm biệt khán giả nè. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.